khuyên bà và anh chị em. Con Maria Vũ Ánh Thu đại diện cho ban truyền thông của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Cũng như khuyên bà và anh chị em biết, cộng đoàn chúng ta có rất nhiều ban ngành và đoàn thể. Tuy nhiên cũng có một số ban ngành chắc quý vị cũng được ít biết đến, nhưng họ đang làm việc rất âm thầm và nhiều việc vất vả. Vì thế, ban truyền thông của chúng con có cuộc phỏng vấn ngắn với anh Giuse Nguyễn Khánh Hưng, là trưởng ban bảo trì. Dạ, xin chào anh Hưng. Vâng, xin chào chị. Dạ. Lời đầu tiên gửi đến anh cùng tất cả quý anh trong ban lời chúc mừng lễ Chúa Phục Sinh. Xin anh giới thiệu sơ qua về bản thân anh, về công việc của ban bảo trì và những cái công việc chính gì trong ban bảo trì, thưa anh. Vâng, trước hết thì xin chào chị Thu, đại diện cho ban truyền thông của Cộng đoàn Công giáo Thánh Tô Ma Thiện ở đây. Chào tất cả quý cộng đoàn dân Chúa ở trong cộng đoàn. Tôi là Nguyễn Khánh Hưng, và Giuse Nguyễn Khánh Hưng là trưởng ban bảo trì của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang ở đây, thuộc về cộng đoàn Tô Ma Thiện. Thì để trả lời câu hỏi của chị thì thật sự ra đó, ở đây thì rất là nhiều những cái việc linh tinh nhiều lắm, bởi vì mình rất là rộng. Thực ra về cộng đoàn thì mới xây nhà thờ, rồi những cái cơ sở hạ tầng nó mới đó, mới đưa về thôi chứ không phải là mới đưa về. Thành ra mình cần rất là nhiều, dạ, mình cần rất là nhiều những cái nhân lực để mình phải hoàn thiện nó. Đó, cho nên là rồi về cái ban ngành của tụi tôi thì ở đây thì thực sự ra được tụi tôi có tất cả là 9 người trong danh sách, nhưng mà như chị thấy đó thì hầu như là ít có khi nào mà đầy đủ được lắm, bởi vì ai cũng có cái đời sống cá nhân, đời sống gia đình, mình thực ra nó nhiều những cái việc khác, nên là ít có khi nào mà tụi tôi có đầy đủ ở đây. Thì đó là tụi tôi là giới thiệu sơ về cái nhóm của tụi tôi như vậy, chưa dám gọi là một ban, một ngành gì cả. Dạ vâng. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh. Cũng như anh vừa trình bày là cái đất của chúng ta nơi trung tâm này khá rộng. Thế thì cũng có rất nhiều, ngoài nhà thờ ra còn rất nhiều là những cái sinh hoạt, rồi phòng ốc, rồi điện nước, rất là nhiều cái cần đến công việc của bảo trì. Vậy thưa anh, trong thời gian qua, ban bảo trì của chúng ta có gặp những khó khăn gì không? Xin anh chia sẻ. Nếu mà nói mình đi ra ngoài này làm mà mình không gặp khó khăn thì không đúng. Mà khó khăn mà nhiều, mình chia sẻ nhiều khó khăn quá thì bảo là mình kêu. Nhưng mà đó là cái gì, nó phải là sự thật thì nó phải, vẫn phải là sự thật. Thì thưa với chị, vẫn như là cộng đoàn, là riêng cá nhân tôi thì sinh hoạt ở đây cũng trên 10 năm rồi, trong cái ban ngành này cũng trên 10 năm. Rất là nhiều những cái khó khăn, nhưng mà không phải là cứ mỗi lần khó khăn là mình lại kêu gào. Bởi vì mình hiểu rằng mình có kêu gào thì cũng chưa chắc có đáp ứng được, cho nên mình phải cố gắng thôi. Đó. Thực sự ra thì tất cả những anh em mà join vào trong cái group bảo trì này đó, thì thực sự ra phát xuất từ lòng mến trước á. Và là chỉ có từ lòng mến thì lúc bây giờ mới có thể ra đây làm được thôi. Bởi vì khó khăn, chồng chất khó khăn chị ạ. Từ những ngày đầu tụi tôi đến đây làm là hoàn toàn là ngay cả dụng cụ là từ cá nhân đưa ra làm chứ không có. Thành thử ra nó phát xuất từ lòng mến. Và chị hỏi riêng về vấn đề khó khăn thì nhiều lắm. Trung tâm thì chúng ta đây chị nhìn thấy nó rất là rộng. Rồi điện, nước, các thứ. Cho nên khó khăn thì bây giờ tôi không biết là kể ra như thế nào. Thực ra chỉ biết rằng đó là những cái khó khăn, nhưng mà may mắn là từ lòng mến đó, rồi ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn, cũng như là ban nghị lực cho anh em chúng tôi giải quyết được rất nhiều những cái khó khăn, những cái việc cần phải làm cho cái trung tâm này, cho cộng đoàn này. Đó, cho nên bây giờ chúng ta mới nhìn thoáng qua, chúng ta thấy tương đối khang trang hơn là khoảng 5-7 năm trước. Dạ. Nên là thì cũng chỉ chia sẻ vậy thôi chứ cũng không có đi sâu vào chi tiết này, vì nếu mà nói là chia sẻ những khó khăn thì nó nhiều lắm, chả biết chia sẻ những cái điều nào. Dạ. Chỉ chung chung là rất là nhiều khó khăn. Dạ. Nhất là về nhân sự trước nhất là chỉ biết là trên danh sách của tôi là cả anh ủy viên bảo trì là 9 người, nhưng mà
chín người đó thì quý vị đừng có cười, là trong đó là tôi có hai thành viên rất là lão thành, là 79 và 78 tuổi vẫn phục vụ ở đây. Thì hôm nay thì hai anh không biết vì lý do gì thì không có mặt ở đây hôm nay. Thì ngoài ra thì những thành viên còn lại thì trẻ nhất thì cũng mid 30 rồi. Đó là một thành viên trẻ nhất. Còn lại thì phần nhiều đó là early 60 và mid 60. Cho nên cũng chẳng trẻ trung gì, nhưng mà thì cũng vì cái lòng mến cho nên mọi người cố gắng và cùng nhau để mà cố gắng để hoàn thiện trung tâm này được càng nhiều càng tốt cho cái thế hệ tương lai. Cảm ơn anh. Thường thì công việc bảo trì nó đòi hỏi chúng ta là phải làm ngay, rồi giờ giấc nó cũng thất thường. Đôi lúc chúng tôi có nhìn thấy các anh buổi sáng sớm hoặc là buổi khuya. Vậy thưa anh, chúng ta có lẽ các anh cũng có công việc của ngoài xã hội, công việc gia đình, nhưng mà với cái động lực thế nào mà các anh có thể cân bằng được để có thể giữa công việc xã hội và công việc gia đình để có thể đi ra ngoài trung tâm này phục vụ nhà Chúa thưa anh? Vâng, điều này thì không phủ nhận. Tại vì ai cũng có cái đời sống riêng tư, đời sống gia đình, cá nhân và gia đình mình nữa. Thì cơm áo gạo tiền đủ thứ cả. Thì cũng giống như nãy có thưa với chị đó, là nó phát xuất từ lòng mến mà thôi. Bởi vì khi mà mình có cái lòng mến, mình có cái mình sẽ có ơn Chúa, thì mình sẽ có cái quyết tâm. Đôi khi nửa đêm nửa hôm hoặc là sáng sớm thì những cái lúc đó mà mình phải giải quyết công việc, đôi khi nó không phải là những cái việc quá gấp, nhưng mà mình vẫn phải làm. Là lý do tại sao, là bởi vì nếu mà mình làm trễ hơn chút xíu nữa thì sẽ ảnh hưởng đến những giờ phục vụ ở đây, chẳng hạn như lễ rồi chầu. Ở những cái lúc đó mình làm ở đây thì nó sẽ rất là ồn, hoặc là mình di chuyển bên ngoài nhiều quá, nó sẽ bị chia trí cho cộng đoàn dân Chúa đang là thực hành cái giờ phục vụ. Thành thử ra thì rồi thì tụi tôi thường là sẽ chọn những cái ngày vắng hoặc là những cái giờ vắng. Còn có những cái sự việc mà mình gọi là nó đột xuất, chẳng hạn như là gió bão nó bị thế này bị thế kia, thì sẽ kêu gào đến. Khi mà mình nhận được những cái thông tin đó thì mình sẽ chia sẻ đến anh em, thì sẽ cố gắng. Không biết là giờ phút nào, mà vì cái đó là cái mình gọi là cái emergency, tức là cái khẩn cấp rồi. Thì mình sẽ cố gắng giải quyết được cái điều gì mà nó trong cái khả năng của mình, thì mình sẽ cố gắng. Thì chỉ phát xuất từ lòng mến mà ra. Cảm ơn anh rất là nhiều. Như chúng ta đã biết, cái cơ sở của bây giờ trung tâm chúng ta đang phát triển rất là mạnh. Giáo dân thì đông, cái công việc mục vụ rất là nhiều. Vâng, thưa anh, chắc chắn đó, đi đôi đó thì cũng có những cái băn khoăn của hai cha thiên quý, của ban thường vụ, ban mục vụ, và chắc chắn là của ban của các anh. Thế thì thưa anh có những tâm tình gì để mời quý ông và quý bạn trẻ tham gia vào trong cái công việc nhà Chúa này ạ? Cái câu hỏi chị thật rất là thiết thực, tôi rất là cảm ơn cái câu hỏi này, nó có trong cái chương trình hôm nay. Thực sự ra chúng tôi đã có nhờ đến cha để đăng thông báo trong bản tin cũng như là kêu gọi ở sau thánh lễ của nhà thờ, nhưng mà cũng chưa có thực sự là nhiều người quan tâm. Như chị biết là những thành phần mà sinh hoạt với anh em chúng tôi tới ngày hôm nay, nó gần một nửa là những người đã phục vụ từ trước đến giờ và kéo dài cho đến bây giờ. Còn thành phần mới thì rất là khó, rất là hiếm. Thì với cái đà phát triển của trung tâm chúng ta bây giờ, càng đông người mình sinh hoạt càng đông, càng có nhiều những cái phục vụ, thì cái cơ sở hạ tầng của mình nó phải ảnh hưởng nhiều. Và tính từ cái đó mà mình cần phải có thêm nhân lực để mình đáp ứng được những cái nhu cầu của trung tâm này. Rồi thêm một điều nữa là che già để có măng mọc. Mặc dù là có cái tinh thần, nhưng mà sức khỏe nếu mà nó không cho phép thì mình không thể làm được. Chính từ chỗ đó mà tôi mới cố gắng mà kêu gọi tất cả các bạn trẻ từ 18 mà đổ lên cho đến quý vị trung niên 60 vẫn còn có thể được. Ai có thể được thì xin join vào trong cái team này để vì một tương lai cho cả một cái cộng đoàn cũng như là cộng đồng người Việt Công giáo của Victoria mình. Xin kêu gọi là như thế. Cố gắng giúp một tay với anh em chúng tôi. Xin cảm ơn anh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua buổi phỏng vấn này, hy vọng rằng quý ông bà và anh chị em được hiểu thêm về ban bảo trì và những công việc của anh em đang phục vụ nhà Chúa nơi đây. Chúng tôi xin cảm ơn anh đã dành cho ban truyền thông chúng tôi có buổi phỏng vấn này. Xin gửi đến anh cùng tất cả các anh em quý ban lời cầu chúc sức khỏe, nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Bổn Mạng Bartholomew ban cho quý anh sức khỏe, lòng nhiệt thành để phục vụ nhà Chúa và cộng đoàn. Vâng. Kính thưa quý vị, con Maria Vũ Ánh Thu xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và anh chị em đã lắng nghe và theo dõi cuộc phỏng vấn này. Chúng ta xin kính chào.